Tiếp nối dòng thông tin sự kiện sáng nay, mời quý khán giả theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên các kênh sóng của truyền hình Vĩnh Long. Và liên tục cập nhật những thông tin mới đang được quan tâm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chương trình sáng nay ngày 23 tháng 1 năm 2023 nhằm mùng 2 Tết Quý Mão sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nắng đẹp, người dân thành phố Hồ Chí Minh tấp nập du xuân. Bình Thuận lì xì cho du khách sông đất đầu năm. Lì xì đầu năm, nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Sân bay Tân Sơn Nhất đón 100.000 khách trong ngày đầu năm Quý Mão. Camera 24 giờ đầu năm cùng nhìn lại những khoảnh khắc làm ấm lòng của các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Rộn ràng mùa kịch Tết 2023. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nắng đẹp đã tạo điều kiện cho người dân du xuân, chụp hình lưu niệm và ngắm những bông hoa khoe sắc tại trung tâm thành phố. Và sau đây là ghi nhận không khí du xuân của người dân thành phố trong ngày đầu năm mới. Sáng mùng 1 Tết, đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh đến các khu vui chơi hội hoa xuân. Ghi nhận tại đường Quang Nguyễn Huệ, quận Nhất, lượng lớn người dân tới đây du xuân và lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày đầu tiên của năm mới. Trong khi đó, tại hội hoa xuân mở từ chiều 25 đến chiều mùng 6 Tết, lượng người về đây cũng khá đông. Dân hương ở các chùa cũng là một nét đẹp văn hóa đầu năm của nhiều gia đình, nhất là trong ngày mùng 1 Tết. Nhiều gia đình đã đến viếng chùa trong năm mới cầu bình an cho người thân. Vốn là một thành phố náo nhiệt, thế nhưng mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão, không khí ở Hà Nội lại trở nên yên ắng hơn, dù Tết năm nay có thể nói là đã nhộn nhịp hơn so với mọi năm. Dân và không còn cảnh tắc đường, người dân Hà Nội có thể thảnh thơi tận hưởng dư vị đặc biệt của ngày đầu năm mới. Sáng mùng 1 Tết thì các con phố của Hà Nội trở nên trầm lắng hơn khi bớt đi tiếng ồn ào của xe cộ. Tranh thủ không khí này, gia đình anh Nguyễn Tuấn Mạnh đã tìm đến một quán cà phê để có thể cùng nhau chuyện trò ôn lại chuyện của năm đã qua. Không khí ở Hà Nội thì yên tĩnh hơn, trong lành hơn. Thường lệ thì là mùng 1 sẽ là ngày mọi người lên trên phố để hưởng cái đón xuân cùng nhau vào đầu năm và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong buổi sáng đầu năm thảnh thơi, gia đình anh Nguyễn Giang Khoa lại chọn đi lễ và xin chữ để cầu mong năm mới mọi việc hanh thông. Tôi thì cũng thường đi lễ các cái đền chùa để cầu mong một năm coi như là sức khỏe và bình an, rồi thì làm ăn tấn tới. Năm nay thì tôi xin chữ thuận. Thời tiết ngày đầu năm không quá lạnh nên rất thuận lợi cho việc du xuân. Đặc biệt sau hai cái Tết trầm lắng vì dịch bệnh, nên mùng 1 Tết năm nay không khí cũng đông vui, nhộn nhịp hơn. Dù vậy vẫn đủ để người dân Hà Nội cảm nhận được sự yên bình, thư thái. Quả thật là hôm nay tôi mới cảm thấy không khí thực sự là bầu không khí của Hà Nội. Đường phố thì sắc màu thì tuyệt vời, mọi người rất là đi lại rất là vui, thong thả, thảnh thơi. Gác lại những bộn bề, nhiều người dân Hà Nội cùng nhau tận hưởng dư vị đặc biệt của ngày đầu năm mới, hay lưu lại những giây phút ý nghĩa bên người thân bạn bè và cùng cầu chúc những điều tốt đẹp cho mọi người trong năm mới. Chỉ có cái dịp đầu xuân năm mới là dịp Tết cổ truyền thì gia đình mình mới có thời gian để hội là cùng nhau ngồi lại và cùng nhau đi chơi, du xuân, đi lễ đầu năm và ra bờ hồ Hoàn Kiếm để chụp với nhau, lưu giữ những cái bức hình đẹp cho cả gia đình năm sau cùng nhìn lại ạ. Không quá ồn ào nhưng cũng không vắng vẻ. Không khí ngày đầu xuân mới ở Hà Nội mang một nét rất riêng mà mỗi năm chỉ có được một lần. Thay vì du xuân trong thành phố thì nhiều người lại lựa chọn đi du lịch. Là một trong những điểm đến nổi tiếng, Bình Thuận đã có màn chào đón những vị khách đầu tiên đến du lịch trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023 bằng đường sắt khá ấn tượng. Trưa mùng 1 Tết, chuyến tàu số hiệu SBT2 chở 300 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đã đến ga Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngay khi tàu dừng tại sân ga, hành khách xuống tàu,
đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo ngành du lịch đã chào mừng, chúc Tết và trao những bao lì xì theo phong tục truyền thống của người Việt. Trong số 300 hành khách của đoàn tàu SBT2 đến Phan Thiết có 50 du khách quốc tế. Tất cả đều bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng khi được chúc Tết tặng quà. Tôi rất vui và bất ngờ khi vừa xuống tàu thì được chào đón, chúc Tết và tặng quà. Ở đây rất đông vui nhộn nhịp, một trải nghiệm thú vị trong chuyến đi đến Mũi Né. Có mặt trong chuyến tàu đầu tiên sông đất Bình Thuận, gia đình chị Mai Thanh đã chọn cách du xuân đặc biệt hơn. Cùng với hành lý, cả gia đình chị mang theo xe đạp lên tàu từ thành phố Hồ Chí Minh về đây. Thật sự thì rất là bất ngờ vì được chào đón hết sức là nồng nhiệt và ấm cúng như thế này. Rất là cảm ơn ạ. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, đây là hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, thân thiện, phù hợp với phong tục tập quán đầu năm mới của người Việt Nam. Tỉnh Bình Thuận cũng mong muốn hình ảnh du lịch địa phương được giới thiệu nhiều hơn đến du khách quốc tế bằng nét văn hóa truyền thống của Tết cổ truyền. Đây cũng là dịp tỉnh Bình Thuận tri ân đối với những du khách đã yêu mến, ủng hộ du lịch địa phương trong thời gian qua. Và trong năm 2023, tỉnh Bình Thuận đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Bình Thuận Hội Tụ Xanh và kỳ vọng sẽ đón trên 6,5 triệu lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Thời điểm đầu năm được xem là thuận lợi để chúng ta có thể bắt đầu những chuyến du lịch. Nắm bắt được nhu cầu này thì các khu du lịch sinh thái trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã trang hoàng lại khuôn viên, phát triển thêm nhiều dịch vụ mới, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Khu du lịch Hương Tràm ở xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau là một điểm đến lý tưởng của du khách vào dịp Tết. Đến đây, du khách sẽ được tham quan, tận hưởng những dịch vụ du lịch độc đáo như trải nghiệm nghề gác kèo ong, tham gia các trò chơi dân gian dưới nước. Ngoài khu du lịch Hương Tràm đến với U Minh vào dịp Tết này, du khách còn có thể đến tham quan tại các điểm du lịch như Qua Rừng ở ấp 15, xã Khánh An, khu du lịch sinh thái Khang Quê, ấp 3, xã Nguyễn Phích, hay khu du lịch sinh thái Sông Trẹm, nơi bảo tồn nhiều loại động vật quý hiếm. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng với thiên nhiên trong lành của vùng đất rừng U Minh Hạ, các khu du lịch sinh thái sẽ tạo dấu ấn tốt đẹp cho du khách trong dịp Tết Nguyên Đán này. Có thể thấy là Tết nay so với Tết xưa đã có ít nhiều thay đổi, nhưng phong tục lì xì mừng tuổi đầu năm mới vẫn là một nét văn hóa đặc sắc được duy trì mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Dần và đây cũng được xem là một nét đẹp văn hóa trong người Việt của mỗi chúng ta, với mong muốn là đem lại niềm vui, sự may mắn, tài lộc trong năm mới cho nhau. Và ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng Người Đưa Tin 24 giờ tìm hiểu về phong tục truyền thống này nhé. Lì xì. Về thì thường là mình sẽ lì xì cho ba mẹ mình nè, cho cháu của mình nè. Và thật ra thì ngoài cái giá trị vật chất thì mình cũng mong cầu rằng là đối với ba mẹ mình thì sẽ có thiệt là nhiều sức khỏe để mà luôn sống cùng với con cháu nè, để luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Còn lại thì đối với những cháu nhỏ thì mình cũng mong là sẽ mau ăn chóng lớn nè, và tìm được rất là nhiều niềm vui và vui vẻ học tập, để sau này tương lai sẽ thật là tươi sáng. Theo mình thì lì xì Tết là một nét đẹp văn hóa rất là đáng trân trọng của dân tộc Việt Nam ta. Bản thân mình thì không chỉ lì xì cho cha mẹ, anh chị em trong gia đình mà còn cho cả bạn bè, đồng nghiệp ở trong cơ quan. Nó như là một cái lời chúc may mắn, sức khỏe, bình an trong năm mới mà mình gửi đến cho những người mà mình yêu thương. Văn hóa lì xì của dân tộc Việt Nam lâu đời và lúc nào cũng muốn giữ gìn cái nét đó để cho lì xì cho con cháu, rất là vui và cũng mong muốn cho con cháu được những cái lì xì hạnh phúc và nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Quý vị đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Sân bay Tân Sơn Nhất đón 100.000 khách trong ngày đầu năm Quý Mão. Camera 24 giờ đầu năm cùng nhìn lại những khoảnh khắc làm ấm lòng của các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Rộn ràng mùa kịch Tết 2023. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình.
Do nhu cầu đi lại tăng cao cho nên lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh vào cao điểm Tết Quý Mão 2023 tăng kỷ lục so với 3 năm qua và vẫn duy trì ở mức cao trong ngày đầu năm. Theo ghi nhận, trong hôm qua mùng 1 Tết Quý Mão 2023, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón khoảng 100.000 lượt khách với hơn 700 chuyến bay, trong đó có hơn 62.000 khách đi và hơn 35.000 khách đến. Riêng tổng lượng khách qua ga quốc tế đạt gần 31.000 lượt. Dự báo lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong hôm nay, mùng 2 Tết, bắt đầu tăng trở lại sau lần cao điểm phục vụ khách trước Tết Nguyên Đán. Cao điểm sau Tết từ ngày 29 tháng 1, tức là mùng 8 Tết, lượng khách lên đến hơn 144.000 lượt. Các đơn vị đã chuẩn bị cho việc triển khai trực tại Trung tâm Kiểm soát Khai thác Sân bay, nên đã xử lý nhanh những bất cập trong khâu phục vụ đón khách, làm thủ tục, soi chiếu an ninh, băng chuyển hành lý. Và cũng trong hôm qua mùng 1 Tết Nguyên Đán Quý Mão, hàng chục ngàn hành khách từ khắp nơi đã đến miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để dâng hương. Và rất đông người dân và du khách về đây để dâng hương cầu bình an trong năm mới, khiến giao thông tại khu vực đường Châu Thị Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang bị ảnh hưởng, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ở bên trong miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, lượng du khách đông đúc, người ra vào tấp nập. Đối diện miếu bà Chúa Xứ là khu du lịch cáp treo núi Sam. Năm nay, khu du lịch này đã mở cửa vườn hoa lan trên quảng trường ở đỉnh núi, đưa vào hoạt động công viên trẻ em, suối vàng, suối bạc, ruộng bậc thang, thác nước suối, cùng nhiều điểm check-in ấn tượng để phục vụ du khách. Mỗi ngày, các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông đi làm nhiệm vụ là một ngày các anh tiếp xúc với người dân, chứng kiến và giúp đỡ xử lý cho nhiều tình huống sự cố. Những khoảnh khắc đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Dẫu đó chỉ là hành động nhỏ nhưng lại có thể đổi lấy nụ cười, mang đến sự ấm áp và góp phần tăng thêm sự gần gũi tình cảm của người dân đối với những người chiến sĩ công an. Giờ. Kính thưa quý vị, có thể nói năm qua hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông giúp dân trong mưa bão, dọn dẹp lòng đường để có thể đảm bảo an toàn giao thông hay đơn giản là việc giúp đỡ người dân qua đường đã tạo được rất nhiều thiện cảm trong lòng mỗi người dân. Và ngay bây giờ, con Huy xin mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấm áp đáng nhớ ấy qua camera 24 giờ. Đầu tiên là đoạn clip ghi lại hình ảnh tổ công tác tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang cùng người dân thu dọn vệt đất rơi rải trên đường tại quốc lộ 47 thuộc địa phận xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn. Do một số phương tiện vận chuyển không đảm bảo nên dẫn đến việc rơi rải đất trên đường làm cản trở việc qua lại cho người và phương tiện. Nhận được tin báo, tổ công tác đã có mặt kịp thời và được sự hỗ trợ của một số người dân địa phương, tổ công tác đã nhanh chóng mượn những dụng cụ cần thiết xử lý gọn sạch số đất rơi rải trên đoạn đường dài khoảng 200m. Tiếp tục là đoạn clip ghi lại hình ảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông húi hạ xách sọt giúp người dân nhặt hơn 100 kg cá để kịp phiên chợ chiều, khiến người xem ấm lòng. Trong lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, người đàn ông không may bị mất đà làm đổ thùng cá xuống lòng đường. Ngay sau đó đã được cảnh sát giao thông công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhanh chóng tiếp cận và giúp đỡ nhặt hết số cá bị rơi. Bên cạnh phim chiếu rạp thì kịch nói là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp Tết. So với năm 2022 thì mùa kịch Tết 2023 có nhiều tín hiệu vui khi các sân khấu sáng đèn với nhiều vở diễn mới được đầu tư chỉnh chu, nội dung phong phú, hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Ngoài việc dựng lại những vở kịch ăn khách, các sân khấu kịch ở thành phố Hồ Chí Minh còn dựng các vở mới được đầu tư về kịch bản, cảnh trí. Phần lớn các sân khấu diễn xuất mở màn Tết Nguyên Đán vào mùng 1 Tết và có sân khấu diễn xuyên suốt đến trạm tháng Giêng. Mùa kịch Tết này, bên cạnh việc ra mắt các vở mới, sân khấu Thế Giới Trẻ cũng dựng lại các vở kịch ăn khách. Còn tại nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B có hai vở kịch mới phục vụ khán giả từ mùng 2 đến mùng 8. Sân khấu kịch Edicap cũng làm mới hai vở kịch ăn khách trong dịp đầu năm mới, cùng với đó là đầu tư cho vở nhạc kịch được lấy cảm hứng từ phim của Hollywood. Sân khấu Hoàng Thái Thanh cũng phục vụ khán giả từ mùng 1 đến mùng 8 tháng Giêng với các vở kịch hấp dẫn.
Trong khi đó, sân khấu kịch Trịnh Kim Chi thực hiện chương trình tổng hợp gồm ca nhạc và kịch ngắn với chủ đề Mùa Xuân phục vụ khán giả mừng Xuân Quý Mão 2023. Dù còn khó khăn, nhưng các sân khấu vẫn nỗ lực tìm kịch bản mới, dựng vở mới để phục vụ công chúng, hơn hết là tạo được cầu nối giao lưu, truyền lửa nghề cho lớp nghệ sĩ trẻ. Thưa quý vị, mùa xuân là mùa của lễ hội và giới đồng bào ca dông ở Quảng Nam. Vào những ngày này, khắp các ngôi làng ở vùng cao đều ngân vang tiếng chiêng, dân làng dạo hội cúng máng nước. Gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp, lễ cúng máng nước là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người ca dông, bởi bà con rất coi trọng nguồn nước, xem nước là mạch nguồn của sự sống. Sau tiếng trống hiệu, trai tráng làng Le, xã Trà Gion, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bắt đầu lên rừng tìm những cây nứa to nhất, đẹp nhất để dẫn nước về làng. Với đồng bào ca dông cư trú trên sườn núi Ngọc Linh, bảo vệ nguồn nước là tục có từ lâu đời. Sau mùa rẫy, dân làng sẽ tổ chức lễ cúng máng nước. Sau khi thực hiện xong các nghi lễ cúng máng nước, cả làng sẽ mở hội ăn mừng nguồn nước mới. Với ý nghĩa tạ ơn mẹ thiên nhiên đã đem lại những may mắn trong năm cũ và cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi trong năm mới. Lễ cúng máng nước là lễ hội quan trọng và là một phong tục đẹp hiện vẫn được đồng bào ca dông gìn giữ. Tại Tuyên Quang, ngay trước thềm Tết Nguyên Đán Quý Mão, thì người dân ở các thôn vùng sâu của xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn thỏa niềm mơ ước khi điện lưới quốc gia đã về sau nhiều năm chờ đợi. Và đây là cái Tết đầu tiên những thôn bản vùng cao nơi đây có điện, niềm vui đón xuân vì thế càng thêm ý nghĩa. Nằm cách trung tâm huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang gần 70 km, các thôn Khải Ma, Tấu Lìn và Bơm Kẹn chủ yếu là người dân đồng bào dân tộc Mông và Dao sinh sống. Đường đèo dốc hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, khiến nhiều năm qua điện chưa thể về với bà con. Đầu năm 2023, công trình cấp điện về các thôn do Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi của người dân nơi đây. Đầu tư một dự án cấp điện cho xã Hùng Lợi gồm có 4 trạm biến áp với tổng công suất đặt là hơn 300 kVA, khoảng 306 hộ dân được cấp điện trước Tết Nguyên Đán năm 2023. Bây giờ đã có điện thắp sáng đến tận nhà, bà con trong thôn rất phấn khởi, vui mừng lắm. Gia đình tôi sẽ mua tivi theo dõi chương trình thời sự, đầu tư mua máy xay xát phục vụ cho gia đình và bà con làng xóm, không phải đi xuống tận xã để xay xát nữa. Đến nay, xã Hùng Lợi đã đạt 11 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có điện, đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi. Bà con rất là vui mừng, phấn khởi vì là đã được kéo điện lưới. Đây cũng là một cái để cho tạo điều kiện cho bà con về cái phát triển kinh tế. Từ cái khi có điện thì sẽ về kinh doanh sản xuất, mọi cái thì sẽ có nhiều cái thuận lợi. Để đảm bảo an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện thì công ty Điện lực Tuyên Quang chúng tôi cũng đã vận dụng mọi nguồn vốn đã đầu tư và đưa vào vận hành 190 km đường dây trung áp và 87 trạm biến áp khu vực nông thôn và gần 180 km đường dây hạ áp. Hiện nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có điện lưới quốc gia. 1.554 trên 1.560 thôn bản và 99,91% tổng số hộ được sử dụng điện lưới. Tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực để đưa điện lưới về với tất cả các thôn, bản, vùng cao, phấn đấu mục tiêu 100% hộ dân có điện sử dụng. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ sáng nay, mùng 2 Tết Quý Mão thì biên tập viên Tấn Phước sẽ cùng quý vị điểm qua một số thông tin nổi bật trên các trang báo điện tử sáng nay. Vâng, xin mời Tấn Phước. Xin cảm ơn anh chị ạ. Thưa quý vị và các bạn, thông tin trên báo Lao động điện tử cho biết là dịp Tết Nguyên Đán năm nay, nhiều công trình trọng điểm vẫn tiếp tục được thi công, trong đó có dự án sân bay Long Thành. Theo đó, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, tức 29 tháng Chạp cho đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, sẽ có khoảng 740 máy móc phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết. Các đơn vị thi công đang tập trung triển khai những khu vực đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đổ máy bay và các khu vực bố trí các dự án thành phần theo đúng kế hoạch.
Mục tiêu đến hết tháng 3 năm 2023 sẽ hoàn thành khoảng 70% khối lượng nền cần san lấp. Ngày đầu năm mới, người Việt thường đi lễ chùa hoặc đoàn tụ bên gia đình, chúc Tết ông bà, cha mẹ. Và trong vài năm trở lại đây thì các bạn trẻ còn có thói quen tìm sách ngày xuân. Hơn 10 năm, lễ hội đường sách Tết ở thành phố Hồ Chí Minh song hành cùng với đường Quang Nguyễn Huệ. Riêng năm nay lần đầu tiên, lễ hội đường sách Tết được tổ chức riêng trên một trục đường Lê Lợi, quận Nhất. Lễ hội đường sách Tết đã trở thành điểm hẹn những ngày đầu năm mới của người dân thành phố. Từ đây người ta chuyện trò cùng nhau bên trang sách, tặng nhau câu chữ đầu năm và cùng lan tỏa văn hóa đọc một cách có chiều sâu. Theo ban tổ chức với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xuân an vui, xuân thịnh vượng, lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, số lượng đơn vị tham gia nhiều nhất trong lịch sử 13 năm tổ chức. Quy mô lễ hội năm 2023 gấp 3 lần, diện tích gấp 4 lần so với năm ngoái. Đặc biệt lần đầu tiên, đường sách Tết tổ chức triển lãm không gian nghệ thuật sách Việt Nam, giới thiệu những quyển sách phiên bản giới hạn được các nghệ nhân chế tác thủ công bằng những chất liệu quý. Thông tin được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online. Đề cập đến câu chuyện phụ thu ngày Tết, theo báo Người Lao Động Online thì hầu như Tết năm nào cũng có vài vụ hàng quán chặt chém bị khách hàng phản ứng. Sau đó thì cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý. Chính vì vậy mà việc phụ thu bao nhiêu là vừa luôn là câu hỏi cần có lời giải đáp vào mỗi dịp Tết. Vì lý do Tết mà nhiều quán xá thường tăng giá bán, tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những cửa hàng không tăng giá, không phụ thu, cũng có những nơi thường lẳng lặng tăng giá không thông báo và khách hàng chỉ biết được khi hỏi đến hoặc đến khi thanh toán tiền. Góc nhìn của bài báo cho rằng đánh giá việc phụ thu thường bị phản ứng vì mối tương quan giữa giá trị khách hàng nhận và giá cả tăng không tương xứng. Nhưng việc phụ thu cần tinh tế trong theo cách mà đưa thông điệp đến khách hàng và phụ thu không nên quá 20% và chỉ nên phụ thu vào những ngày đặc biệt thật sự như mùng 1, mùng 2, mùng 3. Đà Lạt mùa mai anh đào đẹp như một cô gái đang yêu. Đây là tựa đề bài viết được đăng trên báo Điện tử Thanh Niên. Những năm gần đây, Đà Lạt đã trồng mai anh đào trên nhiều tuyến phố. Mỗi dịp Tết đến xuân về, hoa mai anh đào lại nở rực rỡ khắp các nẻo đường, thu hút hàng ngàn lượt du khách tham quan chiêm ngưỡng, tạo nên khung cảnh tươi đẹp và vô cùng lãng mạn. Có tài liệu cho rằng, hoa mai anh đào Đà Lạt có nguồn gốc từ Nhật Bản, được mang về Đà Lạt từ những năm 1960. Tuy nhiên, có thể đây là sự nhầm lẫn, bởi theo tư liệu từ một số nguồn, thì mai anh đào hiện có mặt ở Đà Lạt là giống cây bản địa, và chỉ ở Đà Lạt mới có giống cây dừa mai dừa đào này. Chiều ngày hôm qua, tức mùng 1 Tết, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, toàn quốc đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 16 người, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và tăng 5 người bị thương so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2022. Cũng trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý trên 2.000 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 4 tỷ đồng, tạm giữ 75 xe ô tô, trên 1.000 xe mô tô và nhiều phương tiện khác. Riêng vi phạm nồng độ cồn đã phát hiện xử lý gần 800 trường hợp, tăng 524 trường hợp so với cùng kỳ Tết năm trước. Vi phạm tốc độ là 122 trường hợp và 3 trường hợp quá tải. Thông tin được đăng tải trên báo Nhân dân Điện tử. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.